Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu các bạn là cách làm bánh khoai mì nướng tại nhà. Rất là đơn giản, bánh mềm, dẻo và vàng đều hai mặt. Và đặc biệt là có cái mùi thơm, rất là thơm của khoai mì, có vị béo ngọt, dịu nhẹ. Và cái bánh của mình để lâu cũng không bị cứng nữa. Thì sau đây mời các bạn cùng tìm hiểu cách làm. Để làm cái bánh khoai mì thì mình cần có đây là khoai mì, bơ, hoặc các bạn thích ăn phô mai thì cho phô mai vào, khỏi cho bơ cũng được. Một cái quả trứng, vani ống hoặc là vani dạng nước và một ít nước cốt dừa, một ít sữa đặc, một ít bột năng và thêm nữa một ít đường. Và nguyên liệu thì một lúc nữa mình sẽ ghi trên video để cho các bạn dễ làm hơn. Thì để làm cái bánh khoai mì thì đầu tiên mình chọn những cái củ khoai mì to. Cái củ mà đầu to mà đuôi nhỏ, đầu vôi đuôi chuột á, hoặc là cái củ to như vậy nè, nó bột nhiều. Ở củ này thì nó cũng vừa phải thôi, nó cũng không được già lắm. Già như cái củ tròn tròn ngắn như này nè thì ăn sẽ ngon hơn, nó có nhiều tinh bột hơn. Và khoai mì thì mua về rửa sạch và ngâm với nước. Qua một đêm rồi thì nó sẽ nứt nứt ra như vậy. Và nó sẽ ra cái nhựa mà cái bánh của mình nó làm sau khi cái khoai mì ngâm á, nó vẫn trắng hơn. Khoai mì để mình bào cái củ to này nè, bào cái củ ngon này trước nè. Mình bào ra cho hết 1 ký khoai mì luôn nhé. Một ký khoai mì tươi thì bào ra được là 783 gram. À, tùy thuộc các bạn có thể là bào mà bỏ đi cái vụn nhiều thì nó sẽ ít cái số lượng gam hơn. Hoặc là cái khoai mì củ to thì bào nó sẽ lợi hơn và nó ra được nhiều hơn. Mình cho vào trong cái lưới này sẽ vắt nước, vắt cho thật sạch luôn á. Vắt để cho nó rõ nước xuống và cái nước này mình cũng không có bỏ đi nữa. Mình lắng lại cái tinh bột bên dưới mình để cho vào trong cái bánh này thì để giúp cho cái bánh nó mềm dẻo hơn. Rồi mình cứ để yên như vậy để cho cái lượng tinh bột trong cái nước nó lắng xuống. Sau khi cái nước lắng xuống thì mình chắc bỏ cái phần nước màu vàng, cái nhựa khoai mì á, bỏ đi. Và cho cái phần tinh bột vào trong cái khoai mì bào này. Các bạn nào xiên á thì các bạn có thể là xay sơ sơ lại để cho cái bánh mình nó đẹp hơn, nó đều hơn. Ở đây mình không có xay, mình chỉ bào luôn thôi. Và cũng đừng có là đem khoai mì vô trong máy xay luôn thì bánh ăn cũng không ngon nữa. Tiếp theo là mình đập vỡ một quả trứng nè. Và mình sẽ trộn khoảng là 2/3 thìa cà phê vani vào trong này. Vani thì có thể sử dụng ống hoặc nước. Và nước cốt dừa thì có thể sử dụng thêm cơm tươi để cho cái bánh mình nó mềm, nó dẻo và nó béo hơn. Thì đây mình sử dụng khoảng là 60g kem tươi kèm với là 300ml nước cốt dừa. Mình cho 60g kem tươi vào trong này, trộn đều với 300ml nước cốt dừa. Thì lúc này còn được là khoảng là 360ml nước, vừa cốt dừa và vừa là kem tươi luôn. Và để cho cái bánh dẻo hơn thì mình cho vào trong này là 30g bột năng. Về cái phần bột năng này thì các bạn có thể tăng thêm. Nếu mà tăng lượng bột năng thêm thì nhớ tăng nước lên thêm. Bột năng để giúp cái bánh nó mềm dẻo hơn thôi, chứ không có cho nhiều. Cho nhiều thì cái bánh nó trở nên dẻo không ngon nữa. Cho 80g đường vào, 80g đường và cho thêm một ít muối nữa. Và 80g đường mình mới vừa cho đó thì nó cũng ngọt vừa thôi. Các bạn nào thích ngọt thì cho lên 100g luôn nhé. Cho một quả trứng gà đánh cùng với vani vào. Và tiếp tục là sẽ cho 100g sữa đặc vào. Và mình cho thêm là 30g bơ tan chảy. Mình làm nóng lên trước hoặc mình để ra ngoài tủ lạnh để lâu lâu một tí thì nó cũng tan chảy ra hết á.
rồi cho hết nước cốt dừa vào luôn nhé. Nước cốt dừa thì các bạn có thể là sử dụng cái nước cốt dừa lon cũng được, rồi mình trộn lên mình xem cái dòng chảy. Thì tùy theo lúc mà mình vắt nước cốt dừa á, mua là nếu mà vắt nước cốt dừa là mua 350g dừa vắt với 250ml nước á, vắt bằng nước sôi để cho cái dừa nó béo hơn. Hoặc có thể sử dụng cái nước cốt lon này cũng được, nhưng mà mình thích sử dụng cái nước cốt dừa tự vắt nước hơn vì nó có độ béo và thơm hơn. Đó, cái bột bánh nó hơi nhão nhão vậy nè, mình xúc lên là nó rớt xuống luôn á. Tiếp tục mình cho dầu thoa vào trong khuôn. Đó, như vậy là chuẩn bị nướng được ạ. Và trước khi nướng thì lên làm nóng cái lò nướng lên trước, mở 180 độ C và nướng khoảng là 150 phút. Còn nếu mà chỉ cần nướng chín mà không vàng đều hai mặt thì nướng 90 phút với nhiệt độ 180 là được. Và mình sẽ bao giấy bạc lên trên và mình nướng 90 phút. Sau đó còn 60 phút mình mới mở giấy bạc ra mà mình nướng lại một lần nữa. Rồi sau 90 phút thì mình sẽ lấy cái giấy bạc này ra. Nướng 90 phút là cái bánh mình đã chín rồi. Nhưng mà nướng không che giấy bạc thì ở bên trên nó bị cháy mà dưới thì nó chưa vàng. Và tiếp tục mình sẽ dĩnh thêm 60 phút nữa, nhưng mà trong vòng 20 phút nướng mà trên cái mặt trên này á thì mình sẽ phun nước một lần. Rồi sau đó mình mới nướng tiếp thêm 40 phút nữa. Đó, sau 20 phút rồi, mình sẽ kéo cái khuôn ra và mình sẽ phun nước để giữ ẩm cho nó, để cái bánh mình nó bớt khô á, nó không bị khô thì sau khi mình nướng xong cái bánh nó không bị cứng. Để nguội á, để thật là nguội luôn, cái bánh cũng không bị cứng nữa. Phun một ít nước thôi, rồi mình cho vào nướng thêm 40 phút nữa để cho đủ 60 phút. Và tổng cái thời gian nướng này là 150 phút và tùy theo cái lò mà có độ C là khoảng 5 đến 10 phút. Thì các bạn những cái phút cuối cùng các bạn nên canh xem cái bánh nó vàng đẹp chưa, và nó hơi vàng vàng như vậy là được. Sau đó mình sẽ che giấy bạc lên trên và đậy cái cửa hé lại, đậy cái cửa lò hé lại để giảm nhiệt từ từ cho cái khuôn này, và che giấy bạc lên để cho cái khuôn này nó ít mắc nước và nó không bị khô. Đó, lúc nãy mình nướng nè, cái bánh thì nó không có vàng như vậy, nhưng mà để nguội nó vàng hơn nè. Mình cứ vỗ hoài luôn mà nó không xuống thì nó bị dính đít này nè các bạn. Nó dính ngay cái đít này nè. Các bạn sử dụng cái khuôn chống dính thì đẹp hơn mình nhé. Hôm nay mình rất tiếc là cái mặt bánh ở bên dưới nó không được vàng cho lắm. Thì các bạn có điều kiện thì nướng khuôn chống dính đó, cái bánh này nó đẹp lắm. Nếu mà nướng 90 phút thì cái bánh nó cũng vàng như vậy, nhưng mà nó không có vàng đều hai mặt. Nó chỉ vàng bên trên thôi, còn bên dưới nó không vàng thì cái bánh của mình nó không được thơm. Đó, bây giờ mình cắt ra thử nè, các bạn thấy nó rất là mềm, rất là dẻo. Dù để nguội rồi thì cái bánh vẫn mềm, vẫn dẻo, không bị khô, không bị cứng. Các bạn nào xiên á, thì lúc nãy mình trộn bột xong, mình chuẩn bị đi nướng á, mình xay sơ sơ lại thôi. Chứ đừng cố trong lúc làm mà xay phay mì thì cái bánh mình nó cũng không ngon nữa. Mình bào với lỗ nhỏ hoặc là mình bào với lỗ to giống như của mình á, thì khi mà trộn bột xong hết thì mình xay sơ lại để cho cái bánh mình nó mịn màng hơn. Ăn ngon lắm các bạn, thơm thơm, béo béo, ngọt ngọt, vừa phải. Các bạn hãy làm thử cho gia đình các bạn nhé. Và như vậy cái món bánh phay mì nướng của mình đã xong rồi. Và hôm nay mình xin tạm dừng video này tại đây. Và để tiện cho việc xem video tiếp theo thì mình mời các bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh bên dưới video. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.
Sức khỏe tâm sinh, kênh chia sẻ kiến thức về sức khỏe và thực phẩm, chia sẻ những thông tin hữu ích nhất cho cuộc sống. Hãy cùng chúng tôi chia sẻ nội dung này vì cộng đồng. Hãy đăng ký kênh để đón nhận được những thông tin hữu ích nhất.